Ray Day thôi miên phán bằng mini show, Á hậu Thúy Vân khẳng định vai trò ca sĩ. Không tung sản phẩm ra mắt của Ray Day theo cách thông thường, ST319 tổ chức hẳn sự kiện trải nghiệm âm nhạc 4D. Tối ngày 22 tháng 11, Ray Day đã ra mắt tribute Art Music Experience, buổi trải nghiệm không gian âm nhạc 4 chiều, 4 Dimensional, đầu tiên tại Việt Nam. Đồng thời phát hành debut male single gồm 3 ca khúc do ca sĩ này sáng tác, gồm Tỉnh thức sau giấc ngủ đông, Dự báo thời tiết hôm nay mưa. Vài câu nói có khiến người thay đổi. Màn trình diễn live của Ray Day đưa hàng trăm khán giả đắm chìm vào thế giới âm nhạc, nơi từng ca khúc được dàn dựng công phu, trọn vẹn về cả phần nghe, nhìn lẫn cảm xúc. Ca khúc Dự báo thời tiết hôm nay mưa diễn tả những suy tư, trăn trở của một chàng trai với mối tình đang rơi vào bế tắc. Sáng tác này như một cái ôm mà tôi muốn gửi đến chính mình và mọi người. Đôi khi nỗi buồn cũng có thể trở thành điều gì đó rất đẹp đẽ, nhẹ nhàng và dễ thở hơn nhờ có sự xuất hiện của âm nhạc. Và cũng nhờ có những trải nghiệm buồn, vấp ngã thì mới làm nên bản thân mình hôm nay, Ray Day tâm sự. Chiều cùng ngày, Á hậu Thúy Vân cũng khiến người hâm mộ bất ngờ khi cắt phăng mái tóc dài dịu dàng của mình. Hình ảnh tomboy khỏe khoắn, mạnh mẽ của cô cho thấy sự đổi mới khi quyết định theo đuổi con đường ca hát. Trái tim Lưu Ly là sản phẩm âm nhạc thứ hai mà Thúy Vân cho ra mắt trong tháng 11 năm nay. Trước đó, ca khúc Trái tim yếu đuối phát hành vào ngày 5 tháng 11 đã nhận về hơn 1,7 triệu lượt xem trên YouTube. Khác với hai sản phẩm trước, Trái tim Lưu Ly là một bản phối pop, G và B vừa trẻ trung vừa đậm chất lãng mạn, trữ tình. Những ca từ dây dứt của ca khúc kết hợp với tiếng guitar mộc mạc của nhạc sĩ Phạm Hải Âu mang lại giai điệu êm dịu, khá gần với xu hướng nhạc lo-fi đang được ưa chuộng. Khi chọn một bài hát về nỗi buồn, tôi muốn khắc họa bức tranh tâm trạng đa chiều. Một cô gái có thể mỏng manh, yếu đuối như hoa lưu ly nhưng bên trong họ vẫn tồn tại sự mạnh mẽ phi thường. Đó là lý do tôi chọn ý tưởng mặc vest và thiết kế phông nền là những tinh thể cứng rắn hoàn toàn đối lập, Thúy Vân giải thích.